kinh tế Dung Quất được ví như con gà đẻ trứng vàng, chiếm 80-90% tổng nguồn thu ngân sách hàng năm của tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, từ năm 2009 đến năm 2022, khu kinh tế Dung Quất đã đóng góp vào ngân sách trung ương khoảng 153.000 tỷ đồng và là một trong những khu kinh tế trọng điểm của miền Trung. Vậy nhưng có một bất cập tồn tại hiện nay là cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông tại khu kinh tế này đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều rào cản trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư cũng như tác động xấu tới đời sống dân sinh. Hư hỏng, xuống cấp với chi chít ổ gà, ổ voi. Các tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào khu kinh tế Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi như tuyến quốc lộ 24C, tuyến dốc sỏi Dung Quất cùng nhiều tuyến giao thông trọng yếu khác ở khu kinh tế này đều cùng chung cảnh ngộ. Người dân sinh sống ở các xã thuộc khu kinh tế Dung Quất và hơn 65.000 công nhân lao động tại đây luôn sống trong sự bất an khi tai nạn thường xuyên xảy ra. Tuyến đường như thế này là xảy ra tai nạn rất là nhiều. Không phải những đoạn đường này, còn những đoạn đường ở bên cái lần kia liên xã kia, chạy xuống kia vẫn là ổ gò, những cái ổ gò ổ vo rất là to. Nhiều người dân cũng đã tối đi hoặc không thấy đường, có những ổ gò to sập xuống đó rồi tái chết, miết thôi. Hạ tầng giao thông khu kinh tế Dung Quất với khoảng 120 km đường giao thông trục chính và nội khu đã được đầu tư xây dựng từ rất lâu, nhưng ít được duy tu, sửa chữa. Trước đây do nguồn vốn đầu tư hạn chế nên nhiều tuyến đường tại khu kinh tế này đến nay cũng chưa được đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch và hầu như đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, làm phát sinh chi phí logistics cho doanh nghiệp. Lượng xe lưu thông rất là đông, mà đường xó thì bây giờ nó rộng thì có thể là ở đây nó đủ rộng, nhưng mà có những đoạn rất là hẹp. Thì khi hẹp ấy thì tránh nhau nó đã khó rồi, mà đường xó hư hỏng nữa thì bắt buộc nó rất gây nguy hiểm. Mà tôi là một doanh nghiệp vận tải ở đây thì cũng mong là các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa để cho mà cái hệ thống đường nó đi lại nó an toàn hơn ạ. Nhiều tuyến đường nó hư hỏng rất là nặng nề và nhu cầu vốn đầu tư thì phải nói trên khu vực Trung Quốc là rất lớn. Trong khi đó nguồn vốn của tỉnh thì nó còn hạn hẹp, cho nên là tỉnh cũng đã quan tâm thì tạo điều kiện cho Dung Quất được mức nào thì chúng tôi sẽ tổ chức là sửa chữa nâng cấp mức đó. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất với tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2024-2027. Tuy nhiên, theo tính toán thì khoản đầu tư này không đủ để khắc phục những yếu kém về hạ tầng giao thông tại khu kinh tế này. Bởi theo tính toán thì nhu cầu vốn để đầu tư hệ thống hạ tầng, trong đó chủ yếu tập trung cho hạ tầng giao thông từ nay đến năm 2030, lên tới gần 15.600 tỷ đồng. Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương xem xét cho cơ chế bố trí lại 10% đến 15% số thu ngân sách hàng năm từ khu kinh tế Dung Quất nộp về ngân sách Trung ương để có đủ nguồn lực bố trí sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông thay vì chỉ bố trí 1% như lâu nay. Những năm gần đây, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Sơn La được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố theo các chương trình mục tiêu quốc gia mà Quốc hội, Chính phủ đang cho tổ chức triển khai thực hiện. Giờ đây họ đã an cư, lạc nghiệp và không còn lo lắng mỗi khi mưa bão cận kề. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Gia đình ông Tưởng thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xóa nhà tạm từ chính sách của nhà nước. Ông đã vay thêm từ ngân hàng chính sách để xây dựng căn nhà khang trang này. Trước kia nhà tôi cũ nát rạch, rách nát hết, mưa bão về là không có chỗ ở. Đến bây giờ nhà nước, đảo nhà nước quan tâm hỗ trợ, tôi làm nhà tôi cũng xoay sở thêm một ít tiền là làm thêm cái nhà. Những năm trước kia, gia đình ông Siên cũng nơm nớp sống trong căn nhà cũ nát mỗi khi trời mưa to, gió lớn. Hai vợ chồng già, tuổi đã cao, không còn sức lao động nên không thể có tiền xây nhà kiên cố. Từ khi có nguồn hỗ trợ của nhà nước lại được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, ông bà Siên đã quyết tâm xây được căn nhà mới khang trang này. Riêng cái nhà này vay tiền nhà nước 100 triệu, hai nữa là vay mượn anh em 30-40 triệu nữa, rồi tôi có bán một con trâu. Thế là bây giờ nhà nước xuống quan tâm thì tôi rất vui, bây giờ không sợ mưa sợ nắng nữa. Thuận Châu là một trong hai huyện nghèo của tỉnh Sơn La. Kể từ khi triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát theo các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay huyện Thuận Châu đã hoàn thành hỗ trợ cho 303 hộ dân có nhà ở kiên cố, vững chắc.
Hy vọng rằng là trong cái giai đoạn tiếp theo thì mong muốn được Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến các hộ gia đình trên địa bàn của tỉnh Sơn La cũng như huyện Thuận Châu. Đặc biệt nữa là huyện Thuận Châu thì đang là một cái huyện nghèo và số cái đối tượng nhà rột nát, nhà tạm thì vẫn còn nhiều. Huyện đã triển khai đến xóa khoảng 30% nhà rột nát trên địa bàn. Và chúng tôi phấn đấu là đến năm 2025 là sẽ xóa toàn bộ cái nhà rột nát cho nhân dân. Và đồng thời như vậy thì huyện Thuận Châu cũng sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền là đưa ra khỏi diện huyện nghèo. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Sơn La đã thực hiện hỗ trợ gần 4.000 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và khó khăn về nhà ở với nguồn kinh phí trên 260 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Long An, Tiền Giang rà soát các trạm dừng nghỉ đang đầu tư xây dựng, khai thác trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo Bộ Giao thông Vận tải, do hệ thống pháp luật về đầu tư trạm dừng nghỉ còn hạn chế, nên thực tiễn đầu tư khai thác trạm dừng nghỉ còn bất cập, chưa đồng bộ, hiệu quả. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương trên giao cho một cơ quan chức năng của một tỉnh làm đầu mối, phối hợp với đầu tư trạm dừng nghỉ chuẩn bị báo cáo về tình hình đầu tư khai thác các trạm dừng nghỉ, gửi Bộ Giao thông Vận tải trước ngày mai, 3 tháng 11, để tổng hợp, phục vụ công tác kiểm tra, rà soát.